sang bên đó đi. Rồi mẹ cầm cái sổ đó để hôm nay đi tiêm đó. Hôm nay đi tiêm phòng với đi uống thuốc vitamin. Đi. Nhà này được. Ừ. Ba ở nhà uống á. Ừ, đúng rồi. Em đi tiêm đó, chứ không phải em đi chơi đâu. Em đi tiêm đó. Tiêm đau á. Đi đây này. Đúng rồi. Tiêm ở đây này. Đau quá. Đau quá. Mẹ sẽ nằm ngẩng cái mặt, mẹ sẽ nằm. Đẹp chưa? Đẹp. Tủ đẹp chưa? Ừ, tủ đẹp chưa? Nào mặc áo vào. Đi tiêm nhá. Đi tiêm. Ừ. Bác sĩ tiêm. Bác sĩ tiêm cho em, ca ở nhà ngoan nhá. Ở nhà ngoan nha. Em đi tiêm đi, em về nhá. Đi tiêm về nha. Đó, em đi tiêm có một tí mà ca làm như là đi lâu lắm mà ôm thế. Ừ, ca. Hay là ca muốn đi cùng đúng không? Ca ở nhà. Ừ, ca ở nhà không đi được. Ca ngồi đây. Ca ở nhà. Em đi. Em bây giờ là em phải đi tiêm này. Vậy đi uống thuốc vitamin này. Đi một tí rồi em về ca ở nhà nhá. Rồi đợi mẹ với em về nhá. Mẹ. Đây là số này. Lê Thị Diễm My này. Rồi. Rồi, bye bye. Rồi, con bye bye cho ca đi. Bye bye ca. Rồi, ca lên giường đi. Bye bye. Rồi, đi nào. Ca ở nhà nhá. Mẹ bé đi tí về. Mẹ đi. Ca đi nào đi. Mẹ. Ừ, ca ở nhà đi. Bye bye. À, bye bye ca nào, bye bye ca. Em đi một tí em về nhà.
mà. Ờ đi lên đây mẹ bé ổn. Mẹ bảo là vào trong nhà làm cho bé cầm lấy quyển sách cho mẹ. Ca cầm cả cái lệ này. Ôi trời. Để nằm ra đây để đợi mẹ đúng không? Ra đây nằm làm chi mà đợi cho lạnh chứ. Vào nhà cho ấm chứ. Đau ngày em tiêm đau lắm, tiêm ở đây này đau lắm. Để ngày. Ừ thôi để mẹ cắt cái số đi nhá, yên đi mẹ cởi cho. Để có. Để đó. Có cần mẹ cởi ra không? Không có. Mẹ có đau không? Có đau không? Đau. Đau hả? Đau. Thế thì phải lên giường phải nằm đi, nằm mà nghỉ ngơi đi. Mẹ cởi áo ra nhá. Nhá. Cởi ra nhá. Để mẹ cưới cho. Cưới ra nằm cho thoải mái nào. Đây là đi đường ở ngoài gió lắm. Chứ còn ở trong nhà cũng ấm mà. Trời ơi em tiên đau lắm á. Em tiên đau lắm đó. Em tiên ở cái này. Em bị đau đó. Ừ đau lắm. Đau lắm. Lên giường nằm đi. Ta lại nằm với em đi cho ấm. Mẹ cái này. Ừ mẹ bảo là ở trong phòng nằm cho ấm rồi. Đi ra ngoài đợi mẹ làm chi cho lạnh. Nằm yên để mẹ cất cất giày cho xem nha. Em đang bắt nó. Em ôm bắp, em kia ôm bắp. Bây giờ tiêm rồi, bây giờ đi ngủ đi. Lạnh lắm. Đi đường lạnh lắm này. Rồi con có nằm xuống không? Cứ đau mãi rồi. Rồi, con nằm ở đây với mẹ. Nằm ở đây, đó. Ca nằm ở đây, ca. Ca nằm ở đây với em. Trời ơi, ca thương em lắm này. Em bảo ôm ca nha. Ừ. Em mẹ. Ừ, con ôm mẹ rồi con ôm ca nữa nhỉ. Xem nào, để xem chán nó nóng nào. Này tiêm. Xem tay ca nào, xem tay ca nào. Em bị đau mơ. Em bị đau mơ cái. Ừ.